Xin chào các bác, chúc các bác một ngày an bình và hạnh phúc. Tôi xin phép được cầm tay máy sang đổi sang tay này. Các bác từ nãy giờ thấy anh em tôi đi này, hò hét này, bắt cá này, lội suối này, trèo qua những cái đám cát rất đẹp luôn. Bởi vì chúng tôi hôm nay đang chơi suối các bác. Hôm nay là một cái chương trình đặc biệt, tôi cũng có một kéo đặc biệt màu vàng chứ không phải mặc kéo lính hàng ngày nữa. Nên là hôm nay nội dung tôi sẽ lát nữa đợi anh em vào. Tôi sẽ chơi cả ngày ở đây đến ngày tận ngày hôm sau đi cắm trại các bác nha. Đến tận ngày hôm sau tôi về tối ngủ ở đây các bác nha. Lát nó vào chương trình như nào dần dần chúng ta sẽ nói, nhưng mà các bác vui lòng là cứ chờ, bởi vì không thể nào nói hết một tí trong toàn bộ cái chương trình này được các bác ạ. Cứ vui lòng chờ tôi, anh em nó răng ra góc kia rồi, mình tiếp tục mình lội đi này các bác này, nước trong veo luôn. Ác lực này pháo được. Đưa tao mượn thế này. Đấy, nóng lên bên kia chút. Tạm thời bữa trưa là có một hai kẹp cá các bác ạ. Bắt anh em nó bắt bò bọp được có tí thôi mà. Đây hai kẹp để ăn tạm buổi trưa này. Tuấn đang nấu canh rau cải mang từ nhà đi. Thì còn ăn cơm xong nghỉ ngơi đến chiều mới đầu đến tiết mục chính. Là chúng ta sẽ làm một cái món lẩu ở ngay bờ suối này các bác, ăn bằng hòn đá. Cho cái này vào đây đã. Con trâu kia đi vào nước kìa nào. Trâu gì? Em cẩn thận nha, giẫm vào cái này nha. Cái này là rượu nha các bác ạ. Ăn đâu đây các đồng chí? Đây, ngay đây này. Ngồi xung quanh. Kia cát đấy, anh ơi bay đấy. Ra chỗ kia đi. Nào. Ừ, này. Qua mày con này đi. Bay. Chỗ kia kìa. Găm kê này. Đây này. Bao lạp chén. Oh, okay.
Nào các bác, anh em đang ăn cơm ở góc bên kia. Tôi ăn xong rồi, tôi ra bên này tôi ngồi trước. Thì cái buổi hôm nay chúng tôi đi là đi, nói chung là giống như cắm trại các bác. Chúng tôi mang theo thực phẩm này, mang theo cả những cái đồ, ví dụ như hôm nay tôi có cả cái lều cắm trại rất là hiện đại luôn, chứ không phải dùng cái kiểu mà cây nứa, cái nùng xong mình bắc nữa. Có những cái đồ cắm trại thế, dao này, đèn rất là tốt. Thì phải xin giới thiệu với các bác luôn là chúng tôi trước tôi làm một cái kênh họ gọi là Hoa Ban TV từ 2016 ấy. Xong là tôi bảo là được rút bạc rồi, nhưng mà mình chưa có cái dự án kế tiếp để mình triển khai thì thôi tạm dừng đã. Thì đến bây giờ chúng tôi có cái dự án kế tiếp là chúng tôi đổi tên từ Hoa Ban TV sang thành Hoa Ban Cam các bác nhá. Cam là camping ấy. Là chúng tôi thành lập một cái nhãn hàng mới, cung cấp tất cả các sản phẩm từ cắm trại, dã ngoại, hướng dẫn các bác cái kỹ thuật nấu nướng làm sao cho những cái buổi dã ngoại thật vui này, những cái tip, những cái mẹo để làm sao đi cắm trại những nhóm lửa chẳng hạn, hoặc là nhặt thức ăn những cái cây cối trong rừng mà những loại nào có thể ăn được là mình biết, hoặc là đến một cái bãi cỏ đấy các bác có thể biết câu con cá lên cạnh cái hồ nào để các bác sử dụng vui với các cháu nhỏ trong nhà gia đình mình. Thì các bác sang bên đó, các bác cứ dần dần theo dõi cùng chúng tôi nhá, cả bên Hoa Ban Food và Hoa Ban Cam, chúng tôi sẽ liên tục đưa những chương trình lên. Ở kênh nào nó sẽ có những gì thì tôi sẽ giới thiệu tiếp. Chứ còn nếu mà đùng một cái giới thiệu ngay thì rất là khó, nhưng mà xin giới thiệu với các bác mới là Hoa Ban Cam đã chuyển sang Hoa Ban TV chuyển sang thành Hoa Ban Cam, và chúng tôi cung cấp cho các bác tất cả các sản phẩm dã ngoại ngoài trời cắm trại các bác nhá. Xay nước rồi. Nhau một trái cơ đâu. Thôi tập đi, cứ tập là như thế này. Cái bò này. Cái tay rồi, thử nó chỉ đi. Để thằng hướng này. Để cái uế cây. Sư đi nếu là chừng tay không có gì. Bé bự thế này. Bôi rồi bé. Nắng mất đi hết lụng. Kể nó. Để bé sắp tới ngủ, bao nhiêu cái cảnh bán, cái cắt. Chỉ đây cả.
giúp nghe khá này. Đây này. Đây à, ra đây. Muốn chờ lo mình không? Lo một sâu khắp kỳ lắm hắn. Ừ, được. Nó đâu, còn lâu, còn lưu mưa. Con này chắc mình sẽ được rồi. Dê đã làm xong rồi các bác, bây giờ lọc thịt ra xong là chốc chúng ta chia từng phần, cái phần nào ăn lẩu, phần nào để làm món nướng, phần nào để làm lung tung beng gì đấy thì đã xong rồi đây. Tí nữa bắt đầu mình mang thịt dê đi tẩm ướp với lại phải ngâm ấy chứ các bác nhỉ, ngâm rượu trước sau đó mới đi tẩm ướp. Thôi cứ để cho toàn thêm làm, vừa nãy tôi quay được mấy cảnh cho các bác nhìn đấy. Ăn thì mình nhịp đi nhưng mà kìa. Nhẹ nhẹ. Tối nay là ăn lẩu dê ngoài bờ suối. Lẩu dê các bác nha, lẩu dê thì tôi cũng chưa ăn bao giờ, nhưng lần này lại còn làm theo kiểu là chất đá, chất đốt lửa, xong là mình ăn ngồi bờ suối bằng lá chuối, lá rau kia thôi các bác. Cho nên là nó cũng sẽ có nhiều cái thú vị. Thế còn đây các bác xem đấy, hoa ban cam. Các bác xem biết là chúng tôi sẽ làm những sản phẩm gì sau này ở kênh hoa ban cam. Các bác kích ở trên cái thẻ là có rồi này, hoặc là truy cập vào hoabancam.com là các bác tìm hiểu được hết tất cả sản phẩm cũng như chúng tôi sẽ làm những cái gì. Mong các bác sẽ hỗ trợ chúng tôi cũng như là giúp đỡ chúng tôi trong thời gian sắp tới nhá. Có chỗ nào làm chưa tốt thì các bác góp ý cho chúng tôi biết, và chỗ nào cần phát huy thì các bác cũng khen ngợi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thế còn để cho anh em làm xong đã, thằng Tiến thì vẫn còn đang lo mò bắt cá bắt củng góc kia kìa, chưa xong đâu. Trời nó vẫn còn đang rất nắng nên là phải đợi tầm chiều muộn muộn tí thì chúng ta sẽ chuẩn bị thức ăn các bác nhá. Nắng lắm. Thằng này vẫn đang bắt cá này các bác này. Tiến ơi, Tiến, hôm nào mang chạy như hôm qua đi xong là ra suối này, ngủ suối có đi không? Có. Tao với mày thôi. Không cho nhiều người đi đâu nhỉ? Nước trong chưa các bác, trong veo luôn. Đưa cho gặp cá chạch ấy. Hả, con lát á? Ừ. Có đấy. Bắn trượt. Bắn trượt á? Rồi tự nhiên. Nước tâm thất. Làm gì mà gắt hơn được. Đủ chưa? Tết em rồi. Kiếm nước đi. Thế không được mà. Giờ tìm mới đảo sao nhỉ? Được, áo phám, bỏ mất cả ngâm rồi. Thịt dê đây các bác nha. Vừa nãy anh em đổ rượu vào để ngâm. Hôm nay chúng tôi quên giềng, quên gừng các bác ạ. Thành ra là mình không có gừng để mình ngâm cùng với rượu. Ngâm rượu để cho nó bớt cái mùi hôi của dê. Mà các bác chốc tôi ăn lẩu, ăn cả một cái nồi này luôn. Nhưng mà đây chỉ là ngâm thôi, chốc còn thái nữa cơ. Ít rượu đấy. Nhưng mà nhiều rượu quá cho vào được không, chốc nó lại không đủ uống. Được.
cho anh bác về nhà. Thử bác cái nữa xem. Biết bác không? Bác cần thẳng. Thằng này nhìn giống nhà sư. Đấy đúng rồi, đi ngang thế chuẩn đấy. Giống thằng bơm đấy. Trời bắt đầu dâm dần rồi các bác. Toản nó lấy ống nứa về để tí nó làm ống uống rượu. Trên kia thì đang rửa rau, trên này thì làm ống. Trong kia thì đang ninh nồi xương dê để tí nó mình ăn lẩu các bác ạ. Cái món rượu ở này cũng gọi là lẩu, ăn lẩu kia cũng gọi là lẩu. Đấy, rất khó, tí tôi sẽ giải thích cụ thể hơn cho các bác biết, buồn cười lắm. Hai thứ lẩu luôn. Nó làm hương bữa sáng này. Hương bữa sáng là bữa chiều hương mặn mưa này. Anh em tôi đang chuẩn bị rau để ăn lẩu các bác ạ. Các bác nhìn thấy cái rau gì đây chưa? Rau dớn. Tôi vất vả với anh em Tuấn với Toản cái thứ ấy, anh Thêm ấy, bảo là ước một buổi nào đấy mình ăn lẩu ở ngoài bờ suối mà mình lại dùng cái rau dớn này. Vì xưa đây rau dớn này chúng tôi chỉ có xào, nấu, làm nộm. Chứ còn làm ăn lẩu thì cũng chưa bao giờ. Nhưng hôm nay tôi có rau dớn hái ngay cạnh bờ suối thôi. Mang đây rửa xong tí mình cho vào nồi lẩu mình ăn nhá. Cứ để cho anh Chảnh rửa đã. Ôi ốc kìa. Áo đi, hãy cửa. Còn rau Thêm cũng có nhiều loại rau lắm, đi rau nhà trồng này, rau mùi này, rau cải cúc này, rau bắp cải tôi cũng mang nhà đi, toàn rau sạch đấy các bác ạ. Này ăn lẩu thoải mái luôn, không sợ bị ngộ độc đâu, yên tâm. Này ăn sống còn được mà, nhai luôn không cần rửa. Một phát chúng nhau hết cốc này. Bây giờ là chiều muộn rồi các bác, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn này. Ăn, chúng ta ngồi ăn lẩu ở góc kia nhá, ăn uống nhậu nhẹt ở góc kia nhá. Còn chỗ này là đốt lửa để sưởi tối này, lửa to đấy, đống lửa to. Còn mình dựng một cái lều để cho tối Tùng với lại Tiến ngủ ở góc này. Đây Tiến ra làm cùng với chú Tùng ở góc này. Ai cho đi ăn cơm? À. Ông ta này. Chú Tiến đang tắt. Chú Tiến nào rồi à? Tùng với Tiến đang lo hay xem góc kia để dựng lều. Còn đây này các bác này, ăn lẩu tối nay chúng tôi chỉ dùng những cái cây nửa, cây củi bé này thôi, để mình rụt bếp ăn trực tiếp bằng bếp lửa các bác nhá. Ăn lẩu mà lại bằng bếp lửa thôi. Thế còn những cái cây gỗ to thì mình lấy để mình sưởi. Toàn bộ khu vực này tối nay thì vừa có lửa này, vừa có rượu này, vừa có lều đèn sáng góc kia để chúng ta vào buổi tối hôm nay xảy bí tỉ luôn. Cầm nó chú hai cái đầu này, thả ra. Bơn hùng. Rồi, đẹp rồi. Đó. Xong. Có dám ngủ thế này không? Dám à? Thế tối ngủ thế nhá. Thank you.
Có dài không? Dài. À đây còn có cái chỗ để mũ cơ mà, ác thật thằng này. Bỏ lại. Đấy tối nằm ngủ chỗ Tùng thế này nhá. Đấy ngủ đi, ngủ luôn đi, không phải dậy ăn đâu. Ngủ đi. Không ăn cho phá cái này luôn, không được cho ăn. Làm cái đàn để cái này. Lần sau mà gọi anh nữa thì không tha cho nữa đâu. Bạn tên là Trạch.